Vào khoảng năm 2008, lúc ấy mình đang học lớp 10, bố mình thì đi làm ăn xa, các anh chị cũng vậy. Ở nhà chỉ có mẹ, bà nội, mình và hai đứa cháu đang nhỏ. Mẹ mình thuộc tốp người yếu bóng vía, nên hễ đêm tối hay giữa trưa đều hay nhìn thấy ma cả. Ở gần ngõ nhà mình có một ông người Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đấy, đi dân quân thượng Lào. Ông ấy đi về thì bị sốt rét chết, nên người ta khâm liệm ngay ngõ luôn. Sau vợ con ông ấy ra gọi hồn rồi mang về, nhưng hồn không về được. Vì vậy nên một chuỗi chuyện liên quan đến ông ấy diễn ra. Ông ấy chết lâu rồi nhưng không ai gặp gì cả, cho đến khi mình học lớp 9, lớp 10, mình mới gặp và mẹ mình mới bị ám. Hôm ấy mùa hè, mình đi vào nhà bạn chơi về chỉ tầm 8 giờ tối thôi. Về đến ngõ nhà mình thì mình nhìn sang ngõ nhà ông Đại, cái ngõ mà khâm liệm cái ông ấy, thì thấy có một đốm sáng nhỏ và một dáng người kiểu ngồi hút thuốc lá, nhưng không rõ người rõ mặt gì cả. Lúc ấy mình cũng không để ý, vì nghĩ chắc anh thanh niên nào ngồi hút thuốc. Nhưng vừa dắt xe vào qua cổng nhà mình thì mình thấy ớn lạnh, da gà nổi hết lên. Đến lúc ấy thì mình mới biết là mình bị ma nhát. Từ đấy mình không dám ra đường vào buổi tối. Mẹ mình hay dậy sớm tầm 4 giờ sáng để nấu cám lợn. Hôm ấy như thường lệ thì mẹ mình dậy nấu. Đang mở cửa ra thì mẹ mình nhìn thấy trên cửa cổng nhà mình có một người đàn ông ngồi trên ấy. Qua ánh trăng mờ ảo thì mẹ mình thấy người ấy không mặc quần áo gì cả, cứ nhìn mẹ mình. Mẹ sợ nhưng vẫn trấn an đấy là trộm, nó thấy mình dậy nó sẽ tự động bỏ đi. Thế là mẹ mình không để ý mà vào bếp nấu luôn. Nhưng không ngờ là mẹ mình bị nó ám rồi. Đợt ấy nhà mình xảy ra nhiều chuyện xui xẻo. Anh mình thì làm ăn thất bại, bố mình thì đi làm ăn xa mà lại xích mích với mẹ, nên mẹ mình lao vào uống rượu. Nghe có vẻ điên nhưng đó là sự thật. Rồi cũng từ đấy mẹ hay gặp hồn ma của ông kia. Có hôm mẹ ngủ, mở cửa sổ ra thì thấy có người đàn ông đứng ở cửa sổ nói với mẹ: đi theo anh, vào quê anh mình lập nghiệp sinh sống. Rồi có hôm mẹ mình thấy trong phòng có một con chó bé to đứng thè lưỡi trước mặt mẹ. Mẹ có kể cho mình với bà nghe, nhưng bà nói nhỏ với mình là chắc mẹ say rượu nên nằm mơ mơ ảo ảo. Hôm ấy hai mẹ con đang ngủ thì mình nghe thấy tiếng chân người chạy từ trên trần nhà, chạy vòng xuống sân nhà mình. Mình nghe thì hoảng lắm. Lúc ấy nắm lấy tay mẹ để đỡ sợ, thì mẹ nắm lại tay mình theo kiểu trấn an mình. Sau khi tiếng chạy ấy hết thì mẹ mình mới nói là lâu nay mẹ bị nhát suốt, nhưng nói không ai tin. Lúc ấy thương mẹ lắm, vì trước đây cũng không tin lời mẹ nói. Rồi cũng từ hôm ấy mình hiểu một điều là mẹ mình có uống say bao nhiêu thì cứ tầm 1 giờ sáng là mẹ tỉnh hẳn. Và cũng vào thời điểm đó mẹ hay bị nhát như thế. Đỉnh điểm của sự việc diễn ra khi bố mẹ mình cãi nhau qua điện thoại. Mẹ mình mang hết ảnh của bố mình ra đập vỡ. Đến tối thì mẹ mình đòi bỏ đi. Bà với mình ngăn không cho đi thì mẹ túm tóc mình tát tới tấp, dồn mình vào xó tủ quần áo rồi đánh không thương tiếc. May sao cô mình vào chơi, thấy vậy mới gỡ mẹ ra không cho đánh. Rồi đến khoảng 10 giờ đêm, mình đang thiêu thiêu ngủ thì mẹ mình bỏ đi. Lúc ấy mình nghe tiếng cửa cổng mở là vọt dậy luôn, nhưng không thấy mẹ ở đâu cả. Lúc ấy mình sợ lắm, nhưng vẫn lấy hết can đảm để chạy ra đường cái tìm, nhưng cũng không thấy. Mình liền gọi chị bán hàng tạp hóa mà nhà mình hay mua. Mình khóc bảo chị ấy đi tìm giúp mình. Chị ấy gọi chồng dậy lấy xe máy đi tìm với mình. Thế là hai chú cháu phi xe đi, đi hết xuống gần xã khác cũng không có. Ra biển hỏi mấy người nào ngao thì cũng không có. Hai chú cháu lại đi tìm dọc đường, đường dẫn ra quốc lộ 1A, nhưng vẫn không thấy rồi quay lại. Chú ấy bảo mẹ mày không đi nhanh đến mức ấy được,
chỉ có chui rút trong bờ bụi nào thôi. Nhưng trong lòng mình nóng như lửa đốt, cộng với linh tính, nên mình bảo chú ấy quay lại đường dẫn xuống quốc lộ, vì lúc nãy mới đi có một đoạn. Chú ấy thương mình nên cũng đành đi. Vừa đi, chú ấy vừa chắc chắn rằng không thể đi nhanh đến vậy. Hai chú cháu đi tầm được 4 km thì thấy mẹ mình. Lúc ấy mẹ xách theo cái giỏ đi chợ, trong ấy có vài bộ quần áo, cả của mẹ cả của bố, và cầm theo một thanh gỗ đi băng băng trước mặt. Chú ấy phóng xe đến kéo mẹ mình lên xe, nhưng cảm giác rất nặng, cả mình và chú ấy kéo nên mình biết. Dùng dằn mãi mẹ mới lên xe để về. Về đến nhà, mẹ mình vẫn chửi vì không cho mẹ đi. Mình ra khóa cổng ngõ, cầm chìa khóa. Khi mẹ đi ngủ thì mới cất chìa khóa. Nhưng đến tầm 4 giờ sáng thì mẹ mình lại bỏ đi. Lúc ấy, trong đầu cứ suy nghĩ, sao cất chìa khóa kỹ rồi mà mẹ vẫn mở cổng được. Mình chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy. Mãi đến khi sáng hẳn mới quay về nhà. Mình gọi cho chị dâu, vì chị ấy đang làm cắt tóc trên nhà ngoại cách mấy xã. Chị dâu về cũng không biết làm gì, chỉ biết gọi cho bố với các anh về thôi. Lúc ấy hoảng lắm, chân tay cứ dính vào nhau. Rồi mình lại đi tìm. Mình xuống quốc lộ thì gặp một cô gần nhà mình lấy chồng về đấy. Mình kể cô ấy nghe, rồi dặn nếu thấy thì gọi cho cháu với. Về nhà, nhưng trong lòng mình lo lắm. Bố với các anh thì chưa về, nên không biết xoay thế nào cả. Đến tầm khoảng 1 giờ trưa thì nhà mình tập trung đông người hàng xóm với anh em. Họ cứ ngồi đoán già đoán non là do mẹ mình uống nhiều rượu nên bị hoang tưởng này kia rồi bỏ đi. Nhưng chỉ có mình hiểu được tất cả là không phải vậy. Rồi cái cô có nhà gần quốc lộ gọi cho mình, nói là tìm thấy mẹ rồi, đang cho con chở mẹ về đấy. Khi con của cô ấy chở mẹ về đến nhà thì mặt mẹ mình chả khác nào ma, mặt xanh lè như người thiếu máu. Mẹ không chào hỏi ai, cứ lân lân láo láo thôi. Mình dẫn mẹ vào phòng, mẹ cũng không nói gì. Chắc có lẽ lúc ấy nó vẫn ám trong người mẹ thì phải. Chỉ đến khi bố mình về thì mẹ mới bắt đầu nói chuyện được. Mẹ bắt đầu kể lại. Khi mẹ dậy thì có người đàn ông cứ lôi mẹ đi. Mẹ ra đến đường cái, thấy xe khách đi Hà Nội là lên đi luôn. Mẹ bảo lúc ấy trên xe toàn là người trong làng. Mẹ biết hết nhưng không ai chào hay hỏi mẹ gì cả, kiểu như có người che mắt họ ấy. Chứ nếu có người hỏi, có lẽ mẹ đã tỉnh lại rồi. Khi ra đến bến xe Giáp Bát thì mẹ đi lại chỗ bến xe buýt số 3 để lên Gia Lâm với bố. Nhưng không hiểu sao có người lại đánh mẹ, nên lúc mẹ mình về có một vết thâm u trên trán. Thế là mẹ lại ra bắt xe quay về. Mẹ bảo mẹ chỉ đi chứ cũng chả biết gì cả. Khi về đến nhà cái cô gần đường quốc lộ ấy thì mẹ mình xuống xe, đang định bắt xe để vào Hà Tĩnh thì cô ấy thấy rồi lôi lại. Sau này cô ấy kể lại cho mình nghe, bảo là lúc gặp mẹ thì mẹ cứ ngơ ngơ ấy. Hỏi mẹ đi đâu thì mẹ bảo chị đi vay mấy cây vàng để vào Hà Tĩnh xây dựng kinh tế. Cô ấy bảo đi vào đây em cho vay mà đi, rồi kéo mẹ vào quán nhà cô ấy thì mẹ mới vào. Sau khi bố mình về thì mọi chuyện yên ắng hết. Vì bố mình mệnh cao nên hồn ma không làm gì được. Bố mình về thì các anh chị trong Nam cũng về. Cả nhà bàn bạc là đi xem bói xem thế nào. Khi đi xem thì cả nhà mình mới tá hỏa là không phải mẹ mình cuồng rượu mà do bị ma ám. Lúc ở trên xe do nó che mắt nên không ai thấy với chào mẹ. Lúc ra bến xe, mẹ định bắt xe buýt lên với bố nên nó nhập vào người khác để đánh mẹ mình. Nó đã đi xe Hà Tĩnh rồi, nhưng khi về đến quê nhà mình thì một bên nó kéo mẹ đi, một bên là ông bà vải nhà mình kéo lại, nên nó mới không làm được gì. Chứ không, nó giận mẹ mình đi tiếp rồi. Sau, nhà mình mời thầy về giải thì ba thầy liên kết với nhau để giải. Khi giải mới biết là trước đây nhà mình không phải chỉ mình cái ông ám mẹ mình đâu,
mà còn có một con quỷ cụt tay nữa. Nó ẩn vào rồi làm gia đình mình xáo trộn hết cả lên. Bố mẹ thì cãi nhau, anh chị thì không làm gì nên hồn cả. Khi giải thì ba thầy bắt những hồn ma không được xâm phạm vào đất nhà mình nữa thì mới để yên cho bọn chúng, và bọn chúng đồng ý. Từ đấy mẹ mình trở lại bình thường và gia đình mình cũng dần ổn định.